Big Bang Jam. Wilder mới đây nhất đã có những hình ảnh xuất hiện trước công chúng và có những chia sẻ với người hâm mộ về dự định của mình. Đó là trong một buổi gặp mặt của cộng đồng boxing The Lion Dance. Tại đây, Wilder đã nhận được một giấy khen về những đóng góp của mình cho boxing. Sự nghiệp của Deontay Wilder đang trên bờ vực thẳm sau hai trận thua liên tiếp tại Ả Rập Xê Út, một trận thua điểm Joseph Parker và sau đó là thua knockout Jiles Zhang. Ở trận thua Parker, Wilder đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Các cú đấm tay phải chứ danh của anh đã không thể được tung ra như thường lệ. Sau trận này, Wilder khẳng định mình sẽ lấy lại bản năng sát thủ. Nhưng đến trận tiếp theo, tình hình còn tệ hơn khi Wilder bị knockout chỉ trong 5 hiệp đấu. Trước trận thì Wilder thậm chí còn nói là sẽ giải nghệ nếu để thua. Vấn đề ở Wilder không phải là kết quả thua liên tiếp, mà là người ta thấy ở anh sự do dự trong cả hai trận, khác với một Wilder luôn sẵn sàng ăn sống đối thủ trong chuỗi trận thắng trước đây. Sau khi thua Zhang Jiles, Wilder im hơi lặng tiếng, không có một bài đăng nào trên mạng xã hội. Khi có những lời thách đấu, chúng ta cũng chỉ nghe thấy quản lý của Wilder lên tiếng mà thôi. Nhưng lần này thì bom đồng đã xuất hiện và chính thức có những phát biểu. Theo những chia sẻ này thì có vẻ như Wilder chưa muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình. Anh nói: "Nhiều người đã mở đường cho tôi và tôi cũng luôn đền đáp lại mọi người. Tôi vẫn nói rằng tất cả chúng ta đều có sự vĩ đại ở trong mình và sự vĩ đại được quyết định bởi sự phục vụ. Mỗi ngày khi thức dậy, tôi luôn cố gắng để cống hiến vì điều đó cho thấy sự vĩ đại của tôi. Rất nhiều người có thể kìm hãm bạn, rất nhiều dấu hiệu dừng lại có thể xuất hiện, nhiều thứ có thể đến và cản trở, nhưng bạn không thể bỏ cuộc. Bất kể bạn ngã bao nhiêu lần, bạn phải đứng dậy và tiếp tục. Và đó là những gì chúng ta đang thực hiện trên hành trình này. Điều tốt nhất vẫn còn ở phía trước." Và có một chi tiết thú vị chúng ta thấy là Deontay Wilder đeo một chiếc đai ở cánh tay phải. Không rõ chấn thương của Wilder như thế nào, nhưng rõ ràng là Wilder sẽ chưa thể trở lại sớm được. Có thể phải đến đầu năm 2025 thì người hâm mộ mới có thể xem màn tái xuất của anh. Và điều quan trọng là liệu ông Tuki còn hứng thú để Wilder đấu trong mùa văn hóa Riyadh nữa hay không? Và nếu có thì sẽ chọn ai để đối đầu với cựu vương WBC đây? Anh em hãy tiếp tục gợi ý một vài cái tên phù hợp nhất với Wilder thời điểm này nhé.